Kính bạch quý sư đại đức, tôi có câu hỏi liên quan đến việc tái sinh như sau. Có một vị đại đức thuộc hệ Theravada cho rằng được làm người, sau khi thân hoại mạng chung lại tiếp tục tái sinh làm người thì cực kỳ hiếm thấy, vì dù cho có thiện nghiệp sâu dày nhiều đi nữa thì cũng phải làm chư thiên rồi mới được đầu thai lại làm người. Tôi không biết ý kiến trên có đúng hay không, vì trong chú giải pháp cú có trường hợp của trưởng giả A Nan. Trưởng giả A Nan là người hà tiện nhưng rất tự mãn. Khi ông qua đời, tâm thức của ông tái sanh trong lòng một người phụ nữ Chiên Đà La cư ngụ trong một làng nhỏ ở ngoài cổng thành Savatthi. Rõ ràng ông trưởng giả hà tiện là và hách dịch này tiếp tục tái sinh làm người, nên tôi nghĩ nếu có đủ thiện nghiệp và ý nguyện mạnh mẽ thì vẫn tiếp tục đầu thai làm người. Xin cho biết suy nghĩ. Xin thưa với quý vị, cái cõi lành á là bao gồm từ cõi người trở lên, là cõi người xong tới cõi tứ thiên vương, rồi tới cõi đâu xuất rồi dạ ma, rồi các thứ đi đau lợi dạ ma đâu xuất tha hóa, rồi đi lên các cõi trên cho đến các cõi sắc giới và các cõi vô sắc giới. Thì quý vị thấy là trong một loạt những cõi thuộc thiện thú, tức là những cõi lành á, cái cõi người là cái cõi thấp nhất và nó gần nhất với các cảnh giới sa đọa. Cho nên á là quý vị nó giống như giờ như vậy nè. Quý vị ví dụ như bây giờ mình quăng một cái đồng xu hoặc một cái trái bóng đi, thì quý vị thấy là mình cái cơ hội, cái xác suất mà mình quăng trúng những cái khoảng ở giữa nó sẽ cao hơn, hay là cái khoảng sát rìa nó cao hơn. Thì thường chúng sanh mà muốn khi mà tạo thiện nghiệp thì thiện nghiệp đó nó sẽ trổ. Nhưng mà vấn đề là chúng ta không có hiểu rõ tường tận về nghiệp và quả của nghiệp như Đức Thế Tôn hiểu. Cho nên cái nghiệp của mình nó chỉ cần mà nó hơi nhiều tí là mình đi lên cõi trên cao hơn. Còn nó hơi ít tí là có khi nó không đủ để mình đi lên. Tại vì mình có cả ác nghiệp và thiện nghiệp. Đó. Cho nên là muốn mà cái nghiệp mà vừa đủ để cõi người, nó cần cái sự là cân bằng, nó chi ly lắm. Cho nên là sanh làm người thì theo cá nhân suy nghĩ của sư thì nó khó hơn là sanh lên chư thiên. Là như vậy đó, tại vì nó sát với cõi đọa lắm. Mình chỉ cần mình lệch tí xíu là mình đọa rồi. Là mình làm phước nhiều tí xíu là mình lên cõi trời. Cho nên là cái cõi mà nó sát với cõi đọa đó, nó khó khăn hơn chứ không gì hết trơn. Cái khả năng thứ hai thì cái này ở trong chú giải pháp cú bài kệ là nay vui đời sau vui ấy, thì có nói đến ông trưởng giả. Thì sau khi ông cận tử ấy, thì chư thiên ở các cõi là đều đến để mà đón ông hết. Thì khi đó ông được lựa chọn. Thì trong trường hợp như thế nha, nếu ông lựa chọn là tiếp tục sanh cõi người thì sư tin là ông sẽ vẫn tiếp tục sanh cõi người. Bởi vì cái phước của ông quá lớn, quá nhiều. Nó giống như là một người quá giàu đi. Thì bây giờ họ muốn ở sống ở Việt Nam cũng được, muốn sống định cư ở Mỹ cũng được, hay là họ muốn định cư ở cái xứ Somali cũng được. Tại vì cái phước họ nhiều thì họ rất thoải mái lựa chọn. Cho nên là theo cá nhân của sư ha, thì nó có hai cái khả năng. Một là mình phải căn cái phước và cái tội mình phải căn dữ lắm thì mình mới vừa đủ cái phước để sanh làm người mà không có bị sa đọa xuống cảnh giới thấp hơn, hay là cái phước mình không có nó hơi quá để mình đi lên cõi cõi trời. Còn cái thứ hai
là mình làm thiệt là nhiều công đức, mình làm phước thiệt là nhiều, thì khi đó mình thoải mái lựa chọn. Thì sư nghĩ là cái cách thứ hai thì nó dễ hơn. Tuy nhiên thì nó còn một cái trường hợp nữa là nhiều vị trời, có một số vị trời đó, thì các vị ấy có thể nguyện về cõi người. Tức là mình đi lên cõi trời rồi, mình hoàn toàn có thể nguyện quay về cõi người, tức là chấm dứt tuổi thọ sớm như trường hợp của Bồ Tát. Thông thường thì Bồ Tát sẽ nguyện chấm dứt sớm tuổi thọ để quay về cõi người để tiếp tục cung bồi ba la mật. Cho nên là quý vị nếu như mà có làm phước nhiều mà lỡ sanh lên cõi trời nha, xin nói lỡ, quý vị hoàn toàn có thể quay trở lại cõi người nếu muốn, mà chỉ sợ là cái hồi lên trển rồi mình không muốn về cõi người thôi nha. Thì không biết đại đức Tự Tường chia sẻ như thế nào về vấn đề này. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thật sự cái câu hỏi này nghe đọc mấy đầu đọc vô á, nếu mình không hiểu mình nghĩ nó khá phức tạp, nhưng thật sự cũng đơn giản thôi vị. Đúng như là đức hành tại nói thôi vị, này chẳng qua là cái sự so sánh thôi vị. Cái sự so sánh, cái sự so sánh mà có nghĩa là ở đây xin nhấn mạnh nha, cái trường hợp mà đề cập ở đây là một đại đức kết thúc một, có nghĩa là vị này, vị mà hỏi câu hỏi này nói là một vị đại đức thuộc hệ Theravada đó, thì cho rằng đời làm người sau khi thân phận mạng chung tiếp tục làm sinh làm người kỳ hiếm, không vì cho dù nghiệp sau dài đi nữa thì chư thiên rồi mới được đầu thai lại làm người. Thì có nghĩa, nhưng ở trong bối cảnh này là phải hiểu là cái vị này nè, và theo sư hiểu á, theo sư hiểu cái vị này đang so sánh là giống như Đức Hành Tuệ nói đó, là cái phước báo là của ở cõi người á, nó dễ lựa chọn, xin lỗi, là cái phước báo mà khi mà làm chư thiên á, nó nhiều á, nó dễ có cái sự lựa chọn, nó nhiều có sự lựa chọn về cõi người hơn là một người không ở cõi người mà làm các thiện nghiệp để rồi nguyện làm người tiếp. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, nó cũng đơn giản giống như là cái quyền lực của cái hộ chiếu thôi vậy. Ví dụ một cái hộ chiếu mà của Singapore đi, mà một cái hộ chiếu của ví dụ nước lạc Bangladesh đi đó, ví dụ mà quý vị cầm cái hộ chiếu Singapore trong tay, quý vị có đi xin thậm chí là một số đa phần là được miễn visa luôn, đúng không đó. Rồi thậm chí đi xin, quý vị là cái mang công dân của Singapore mà cầm cái hộ chiếu của Singapore, mà quý vị đi lên đại sứ quán xin visa của bất kỳ nước nào là nó dễ, đúng không? Nó dễ dàng muốn đi bất kỳ nước nào, hầu như các nước trên thế giới. Nhưng mà cái ví dụ cái visa, cái hộ chiếu của Bangladesh đi, mấy vị lên mà để phỏng vấn mà nó đi Mỹ nó khó à. Nó bắt chứng minh tài sản rồi nó coi mình có đi mấy cái nước giống phát triển giống như Hàn Quốc, Nhật Bản này nọ chưa, đúng không? Cho nên cái sự lựa chọn nó nết hơn, thưa vị, sự lựa chọn của nó nết hơn đó. Tức nghĩa là cái vấn đề này nè, nó chỉ đơn giản là cái sự so sánh thôi, sự so sánh giữa cái năng lực, gọi đúng hơn là cái năng lực lựa chọn của chư thiên. Sư phải xác nhận đúng là năng lực lựa chọn của chư thiên mà khi tái sanh thì đúng là nó đặc biệt là về cõi người, nó vẫn là nhiều hơn, thù thắng hơn, đúng không? Cái cơ hội ra nhiều hơn hơn là người mà mình làm các thiện nghiệp, nghiệp mà để mong mà trở lại làm người, nó vẫn thua chư thiên. Về tại vì trong chú giải pháp cú thì nếu quý vị có xem chú giải pháp cú thì quý vị thấy rất nhiều đề cập đến cái việc mà các vị chư thiên mong ước hết tuổi thọ tái sanh cõi người, hay là có cái mong muốn tái sanh cõi người. Cho nên điều này nó phù hợp kinh điển, chứ nó cũng không có sai lệch gì đâu. Nhưng mà vấn đề chúng ta phải hiểu đúng nha, chúng ta phải hiểu đúng cái bối cảnh mà cái vị đại đức này nè đó, mà khi giải thích chỉ là so sánh cái cơ hội mà cái phước báo mà của một vị chư thiên mà về cõi người nó nhiều hơn là người khi mà tái sanh người, nó thế thôi. Dạ, con xin trích phần câu trả lời đây.